Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh NDA Trong video chia sẻ hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em Về một sự kiện ở trên nền tảng Binance Sự kiện Halloween Có tên là Crypto Check Chi Với sự kiện này thì anh em sẽ có cơ hội Chia sẻ pool này thưởng lên tới hơn 110.000 đô la Phần thưởng sẽ dành cho 100 người dùng hàng đầu thu thập nhiều quà tặng nhất Và những người dùng thu thập tối thiểu 500 phần thưởng Uh, hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ giao dịch sẽ chia sẻ phiếu giảm giá phiếu dịch tổng cộng uh, trong uh, đó pool là 100.000 uh, đô và chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta tham gia sự kiện bằng cách thì các bạn vào link phía dưới mô tả video ở đây thì các bạn có thể vào phần cookie C, thì các bạn có thể tắt đi chỉ có đồng ý với những cái cookie hoặc là chúng ta có thể reject all rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào go to Apple nó sẽ mở cho chúng ta đến Apple của chúng ta <laughs> đấy và trong đây thì anh em sẽ Uh, tiến hành làm một công việc rất là đơn giản thôi Các bạn sẽ tiến hành mở cửa Và khi anh em mở cửa thì các bạn thấy là Ở đây mình được 20, uh, 20 kẹo rồi Chỉ cần có 500 kẹo thôi Là mình sẽ có thể chia sẻ full giải thưởng uh, Chung rồi Còn nếu mà các bạn đua tốt thì sẽ được nhiều hơn Mỗi ngày anh em đăng nhập thì sẽ nhận được 20 kẹo uh, uh, Tiếp theo là các cái nhiệm vụ Rồi sport anh em tôi định ít nhất 100 đô volume Thì anh em sẽ nhận uh, được phần thưởng 250 kẹo nhé Rồi anh em uh, chúng ta nạp 100 đô thì anh em sẽ nhận được 250 kẹo. Rồi những cái phần tưởng khác là tuyển rép các thứ đây, anh em tuyển rep thì sẽ nhận được 150 kẹo này. Và các cái phần thưởng xếp ở đây nữa, anh em có thể làm thêm nhé. À, bây giờ thì admin sẽ chia sẻ đến anh em video hướng dẫn anh em tham gia vào cái hoạt động này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn sẽ tiếp theo.